Chào tất cả anh em, mình mới soạn được một bộ tiếp của Nhật Bãi, một bộ tiếp chữ T rất là thông dụng cho anh em làm nghề. Một bộ tiếp đầy đủ từ 10 tới 24 là đủ những cái số anh em ta chuyên dụng, anh em ta sửa chữa xe máy hoặc là một hoặc là ô tô rồi. Thì cái bộ tiếp này nó gồm kiếp chữ T 10, chữ L 12 14, cái tiếp 12, tiếp 13, tiếp 14, tiếp 17, tiếp 19, tiếp 21, tiếp 22 và tiếp 23, tiếp 24. Đó, một bộ tiếp của Nhật Bãi thì anh em biết rồi, tiếp Nhật Bãi nó rất to và dày, cực kỳ chắc chắn. Đó, xài rất là bền, có thể nói là nó hơi trâu bò. Thì mình bán nguyên một bộ tiếp có gồm từ 10 tới 24 này với giá thợ cho anh em là giá chỉ có 500 ngàn chưa phí vận chuyển. Nguyên bộ này thì anh em nào có nhu cầu là lấy bộ này thì về để làm nghề thì liên hệ bên phía mình. Mình chỉ soạn được một bộ duy nhất thôi, anh em nào quan tâm thì liên hệ mình. Mình xin kết thúc video tại đây, xin cảm ơn anh em. Mình review lại một lần nữa cho anh em xem nha. Rồi, xin cảm ơn anh em.